Em à, tình hình của anh Thạch á tiến triển sao rồi? Ừ, có gì báo cho anh biết nha. Quyết định của ban giám đốc sau buổi họp sáng hôm nay là khiển trách và tạm đình chỉ công tác. Đương nhiên pháp luật thì cậu không sai, nhưng về mặt y đức, người nhà bệnh nhân có lý của họ. Anh Thạch hiện nay đang hôn mê, người nhà làm rất là căng, nên bệnh viện phải có động thái cụ thể. Dạ vâng ạ. Sự việc lần này là do lỗi của em, em nhận trách nhiệm. Cậu hiểu được như thế là được. Bệnh viện hiện tại đang quá tải, cũng không ai muốn là mình mất nhân sự lúc này. Nhưng việc nào đi ra việc đấy. Công việc của cậu bàn giao trong ngày hôm nay đi. Anh Cường giỏi thế. Chuyện bình thường ấy mà. Mà đợt tới này chắc chắn anh sẽ là người đi Thụy Sĩ rồi. Dạ dạ. À thôi, bọn em về làm việc tiếp đi. Vâng, dạ, vâng ạ. À Vũ. Em chào anh ạ. Cố gắng lên nhé. Cảm ơn anh. Chúc chuyến công tác của anh thành công. Tất nhiên là sẽ thành công rồi. Không thể chấp nhận được. Kêu gọi tẩy chay bệnh viện. Bệnh viện nào mà cho nó làm việc thì tôi sẽ không bao giờ đến khám nữa. Thằng này là bác sĩ mà nó hành xử thế được à? Đuổi việc rồi tước giấy tờ hành nghề của nó đi. Sao mẹ lại muốn đến đây à? Thế mẹ đến đây không được hay sao? Này, mà người cần bình tâm bây giờ là con, chứ không phải là mẹ đâu đấy nhá. Ta lên khu lễ tân đi. Cháu cảm ơn. Cô ơi, bên cháu đang có một số chương trình ưu đãi ấy. Mời cô xem thêm ạ. Ừ. Thời gian gần đây, một trong những chủ đề nổi cộng được nhiều người quan tâm và bàn luận xoay quanh câu chuyện của bác sĩ Đinh Hoài Vũ. Bác sĩ Vũ đã rơi vào một hoàn cảnh éo le, một bên là bệnh nhân đang nguy cấp, một bên là con gái cũng đang gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống này buộc người ta phải đứng giữa hai lựa chọn. Một là người thầy thuốc tận tâm, hay là một người cha tốt. Dù là lựa chọn nào cũng buộc phải đánh đổi, và dù chọn phương án nào thì cũng đều sai với những người còn lại. Đây đang là chủ đề bàn luận sôi nổi của rất nhiều cư dân mạng, rằng nếu rơi vào hoàn cảnh trên, chúng ta sẽ quyết định thế nào. Bác sĩ Vũ đã đưa ra sự lựa chọn ra sao thì tất cả chúng ta đều đã biết. Tưởng chừng câu chuyện cũng đã khép lại, nhưng không. Hôm nay chúng tôi lại nhận được một nguồn tin xác thực. Bác sĩ Vũ chưa kết hôn, cũng không hề có một đứa con nào cả. Em bé mà bác sĩ Vũ chạy đi thật ra lại là con gái của một người đàn ông khác. Chúng tôi đã đi xác minh và được biết đó là cô bé Ngân An, con gái của cô Ngân Hà và anh Hữu Nghĩa, chồng cũ của cô Ngân Hà. Như vậy, đứa bé hoàn toàn không liên quan gì đến bác sĩ Vũ. Việc bác sĩ Vũ lấy em bé ra làm cái cớ cho sự vô trách nhiệm của mình càng cho thấy bác sĩ Vũ là người không dám gánh vác trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Con không sao. Không sao đâu mẹ. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em.
Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Bà có dám thề không? Bà có dám lôi cháu nội của mình ra để thề không? Tôi nói là tôi không có nói gì hết thì bắt tôi thề làm gì? Cô đừng có lằng nhằng nữa. Ngay cả cái Hạ, nó cũng không muốn ai biết chuyện này. Nó bó bở vì trách cái người mà đã có âm mưu tước đi cái quyền làm mẹ của nó. Ngay cả nó muốn tránh xa cái căn nhà này còn không được khi mà. Được. Nếu như bà không nói thì tôi cảm ơn bà. Tôi cảm ơn vì bà đã giữ im lặng bấy lâu. Mà tốt nhất ý, là im lặng với cả anh Nghĩa nữa. Nếu không thì... Thì sao? Cô làm cái gì? Bà yêu ai nhất, đó sẽ là người phải chịu tổn hại nhất. Sao tôi không dám? Tôi nói cho mẹ biết, tôi chỉ đang bảo vệ gia đình nhỏ của mình thôi. Ai động đến hạnh phúc của tôi xử hết. Alo. Là anh đây. Anh đang ở dưới chỗ làm của em. Cho anh gặp em một chút được không? Tôi ra ngoài đi ăn rồi. Mà tôi cũng không muốn nghe muốn nói gì với anh cả. Anh đừng gọi nữa. Khoan. Anh cũng có việc. Một việc rất quan trọng. Giờ tôi không có việc gì quan trọng ngoài ba của Kitty cả. Nhưng anh đừng có làm phiền. Em biết rõ bố của Kitty là ai mà. Anh lại nghe con vợ cũ của anh chứ gì? Anh tin cô ta chứ gì? Cái gì? Hà cũng biết chuyện này à? Chẳng phải chính anh cũng đi thử ADN. Anh cũng nghi ngờ còn gì. Cô biết rõ quá nhỉ? Việc tôi xét nghiệm ADN ấy. Cô biết rõ cho nên đã tráo kết quả. Cô nghĩ là tôi chỉ test một lần và tin cô à? Nhiên à, cô đang quá tự tin vào sự thông minh xảo trá của mình. Hay là cô đánh giá tôi quá thấp?